Khắp trong ba tâm gặp bài sấm kinh. Lời dặn tao nhà nghi hữu tình, bởi dựng sắc cứ lệnh thiên đình sai ta. Xuống trần lão ai dùng khuyến ca. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Huỳnh Thị Bạch Lê, ban tuyên truyền giáo lý trung ương, sẽ trao đổi với chúng ta qua chuyên đề ân tổ tiên cha mẹ. Vậy xin trân trọng kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa ông Nguyễn Văn Thiết, Trợ sư Quan Trung ương, Quyền trưởng ban, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, tỉnh Đồng Tháp. Và kính thưa ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng ban, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, tỉnh Đồng Tháp. Và kính thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, thư ký chánh văn phòng, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, tỉnh Đồng Tháp. Và kính thưa giáo lý viên Lưỡng Văn Thư, cùng và đảm trách chương trình thuyết giảng hôm nay. Và kính thưa giáo lý viên Nguyễn Văn Kiều, và ủng hộ chương trình thuyết giảng. Kính thưa ông Phạm Văn Sang, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Phong, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình thuyết giảng. Kính thưa anh Nguyễn Thành Lập, nhà mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh, tài trợ chương trình thuyết giảng hôm nay. Kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Phong cùng quý ban trị sự các xã, phường, thị trấn lân cận. Kính thưa cùng toàn thể quý cô bác, quý anh chị em đồng đạo gần xa và ủng hộ chương trình thuyết giảng hôm nay kính mến. Thưa quý vị, hôm nay nhân ngày 25 tháng 10 năm Giáp Thìn, thì hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Phong tổ chức chương trình thuyết giảng, cũng là cái ngày lễ kỷ niệm hàng năm của thân mẫu của chú Nguyễn Văn Thiết, cũng như ngày lễ kỷ niệm của nội tổ của đồng đạo Nguyễn Hiếu Nghĩa. Thì phối hợp với ban trị sự, gia đình cũng như các nhà mạnh thường quân trở về để mà chúng ta có một cái buổi thuyết giảng đông đủ để nhằm triển dương chánh pháp của Đức Thầy, và bên cạnh đó cũng để hồi hướng công đức lành cho người qua giảng. Thì hôm nay đời còn lại với cô bác với đồng đạo gần xa trở về tham dự rất đông, thì điều này đã chứng tỏ cái tinh thần thương thầy lo đạo của quý cô bác đồng đạo rất lớn. Vậy trước tình cảm cao đẹp của gia đình cũng như của ban tổ chức và toàn thể quý cô bác đồng đạo gần xa, lời nói đầu tiên chúng tôi xin được kính đến toàn thể là thăm hỏi sức khỏe chân tình, là hân hoan chào mừng cùng lời chúc phúc tốt đẹp an lành nhất ạ. Thưa quý cô bác đồng đạo kính mến, nói về ân tổ tiên cha mẹ, tức là nói đến cái chữ hiếu, thì hầu như đối với tất cả chúng ta không còn ai xa lạ nữa với đồng đạo. Bởi vì nói đến chữ hiếu, nó đã hòa quyện, nó đã thâm nhập vào trong tâm não của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Bởi vì với đồng đạo chúng ta thấy rằng khi chúng ta sanh ra từ cái thở nằm nâu thôi, là những cái câu ca dao, những cái câu chuyện cổ mà mẹ mình đã kể, và những cái lời thơ, những cái bài ca nói về tình cha, tình mẹ, tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng. Chính vì vậy mà nói về cái chữ hiếu thì nó đã thấm nhuần trong tâm não của người Việt Nam chúng ta từ muôn thuở. Thưa quý đồng đạo, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, thì đây là một cái đạo lý ngàn đời mà không ai có thể quên được. Và nói về cái đạo lý uống nước nhớ nguồn hay là cái đạo lý chữ hiếu đó, thì không biết cái nguồn gốc nó có từ đâu, nhưng mà khi con người chúng ta mới sanh ra thì hầu như ai cũng đã nuôi trong lòng của chúng ta một cái tinh thần hiếu đạo. Thưa quý bác đồng đạo kính mến, chính vì vậy mà các kinh sách từng dạy là sao quý ông đọc: thiên địa tướng thời xuân tại thủ, nhân sanh bất hạnh hiếu di tiên. Trời đã có bốn mùa, phải lấy mùa xuân làm đầu, người có trăm hạnh phải lấy hạnh hiếu là chức nhất. Thầy chúng ta cũng từng dạy là thiên kinh dạng điểm hiếu nghĩa di tiên, môn dạng điểm kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Thưa quý ông đạo, lúc nào cũng đề cao cái chữ hiếu. Tuy vậy mà quý đồng đạo thấy từ xưa đến nay thì người con mà đã đạt được cái chữ hiếu trọn vẹn đó ít lắm quý đồng đạo. Chúng ta thấy những cái gương hiếu thảo thì ngày xưa quý đồng đạo thấy có hay có là vị thập tứ hiếu ở bên Tàu, rồi dần dần qua Việt Nam chúng ta thì ngày bây giờ cũng có một số người đã được tên lưu lại trên báo đài thôi, chứ thật ra cái con người hiếu hạnh ngày nay quý đồng đạo thấy ngày xưa thì có nhiều, nhưng mà đối với ngày nay thì hầu như đạo hiếu đã bị xói mòn rất trầm trọng quý đồng đạo.
đóng số mồm để ba Trầm Trầm. Quý cô bác đồng đạo, chúng ta mình nhìn lại trên cái bức tranh xã hội hàng ngày đó, những cái hoàn cảnh mà mình thấy rất là thương tâm, nào con chửi cha mắng mẹ không thể luôn thường thảo hiếu, chẳng những chửi cha mắng mẹ mà lắm khi con còn phải giết cha giết mẹ một cách rất là thương tâm. Chính vì vậy mà chúng ta từng than đó là quyền cha quản xuất gia đình, dạy con phải phép dạy gìn hiếu chung. Nhưng mà từ ngày cách mặt cổ trùng thay đời đổi cách mắt cùng thánh tiên, đốt long dẹp giấy dĩ nghiêng thế già bút sắc cùng chiên mực tròn, lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỏi còn mấy ai. Ít có ai giữ chọn cái đạo hiếu của các bác đồng đạo. Chính vì vậy mà thầy chúng ta mới ra đời, thầy chúng ta mới cho biết là thằng ráng sức ra trong phiến dụ nhìn thuần thông mỹ tục của lòng tiên, tập ở ăn theo đó thánh hiền lòng tu tỉnh lòng Phật tiên nói chí. Chính vì vậy mà hiếu thầy chúng ta ra đời rồi đó, thì ngài đã tùy phong quá nhân sanh phù hợp mà ngài đã đưa ra cái giáo lý học Phật tu nhân. Thì quý các bác đồng đạo biết rằng đối với giáo lý học Phật tu nhân của Phật giáo Hòa Hảo thì quan trọng nhất là làm sao chúng ta phải bước chân vào cái thềm thang nhân đạo là đầu tiên của đồng đạo. Thầy chúng ta từng dạy là đạo của con người chưa bằng đạo nhân, nó là một con đường đi trúng thì sống, phước chặt tắc chết. Hay là thầy chúng ta dạy là cần chưa rạng hậu diễn dâm, làm người chưa dẹn khó hồng thảnh thân. Thưa quý đồng đạo, muốn làm tròn nhân đạo thì quan trọng nhất thầy chúng ta dạy là muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng chứ không phải tránh tam nghiệp và chờ thập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Chính vì vậy mà vấn đề đền trả tứ ân mà nếu chúng ta không thực hiện rồi đó thì coi như chúng ta không có tu cái đạo nào được với đồng đạo. Thầy chúng ta từng bảo là nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mới còn, hay là câu luân lý tứ ân chạm dạ nếu chẳng dền phải đọa đừng thân. Thì trong tứ ân này cái ân quan trọng hàng đầu đó là cái ân tổ tiên cha mẹ của mình đã bốn điều ân, nhưng mà đầu tiên nhất là ân tổ tiên cha mẹ của ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào và nhân loại. Nếu người xuất gia thì có thêm cái ân đàn na thí chủ. Thì hôm nay với các bác đồng đại chúng ta sẽ cùng nhau mình tìm hiểu qua cái ân đầu tiên, đó là ân tổ tiên cha mẹ. Thưa quý đồng đạo, thì nói về tổ tiên cha mẹ thì với các bác đồng đại chúng ta ai cũng biết rất là rằng tổ tiên, nếu chúng ta nói theo cái nghĩa rộng đó, là chỉ cho những cái người đã khai sinh ra giống nòi dân tộc Việt Nam của chúng ta, những vị tổ tiên của chúng ta như những cái ngày dỗ tổ Hùng Vương đó, thì đó là chúng ta nói tổ tiên theo cái nghĩa rộng. Còn tổ tiên theo cái nghĩa hẹp là chỉ cho ông bà chúng ta, là người đã khai sáng ra dòng họ của mình, như ông bà nội, ông bà ngoại, ông tóc, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm của chúng ta đó, thì gọi đó là tổ tiên của mình, phải không quý đồng đạo? Theo quý đồng đạo, tổ tiên nếu chúng ta nói theo cái nghĩa hẹp là muốn nói đến cổ quyền thất tổ, tức là ông bà cha mẹ nhiều đời, ông bà nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đó quý đồng đạo. Còn cha mẹ là muốn nói đến hai đấng song hành dưỡng dục, người đã trực tiếp sanh ra ta và nuôi ta khôn lớn lên người, thì gọi đó là cha mẹ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về ân tổ tiên cha mẹ, là chúng ta nói theo cái nghĩa hẹp là cái người đã trực tiếp sanh ta và cái người đã gián tiếp sanh ra ta. Thưa quý đồng đạo, thì hôm nay tại sao mà ân tổ tiên cha mẹ hay là cái chữ hiếu thì lúc nào cũng được đặt hàng đầu quý đồng đạo? Mình phải đặt cái câu hỏi tại đây đi. Lúc nào kinh sách cũng dạy chúng ta là chữ hiếu là luôn luôn lúc nào cũng phải đứng đầu trong tất cả những việc làm quý đồng đạo chúng ta thấy đó. Bởi vì sao quý đồng đạo? Bởi vì con người chúng ta nếu mà không có ông bà, không có cha mẹ đó, thì chúng ta không thể nào có được cái xác thân này. Hôm nay chúng ta có được cái xác thân này đó, thì chúng ta bắt nguồn đầu tiên phải nhờ ông bà và cha mẹ, chúng ta mới có được cái mảnh hình hài thể xác này. Có anh chị em, cây có cội mới chỗ cành xanh nhỏ xanh lá, nước có nguồn mới bổ rộng sông sâu, con người làm gốc từ đâu, có tổ tiên trước rồi sau có mình, hay là có ông bà mới có mẹ cha, ông bà là gốc mẹ cha là cành, thân ta như thể đá xanh, nhờ gốc tiếp nhựa, nhờ cành dưỡng nuôi. Hay là đã làm người đứng trong trời đất, ai mà không cha mẹ sanh thành, có cha mẹ mới có mình, ở sao trọn nghĩa trọn tình làm con. Thưa quý các bác đồng đạo, qua những câu ca dao tục ngữ thì chúng ta khẳng định rằng đó, dầu sống trên đời này, dầu chúng ta là một ông vua, dầu chúng ta là một ông kỹ sư, một ông bác sĩ, hay chúng ta là một cái người thường dân, dầu chúng ta khỏe mạnh hay chúng ta tật nguyền, thì tất cả chúng ta phải có được cái thể xác này thì chúng ta phải nhờ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Nếu không có tổ tiên thì không có cha mẹ, mà không có cha mẹ thì không có mình. Thì nếu không có cha mẹ rồi đó, chúng ta hôm nay nói thiệt với quý đồng đạo, một cái sợi tóc thôi, một cái cọng lông mi thôi, chúng ta cũng không thể nào có được. Hãy không có được cái mảnh hình hài này thì chúng ta không có được tất cả những gì trên cái cuộc đời này. Chính vì vậy mà con người chúng ta lúc nào cũng phải lấy cái chữ hiếu làm đầu, là như vậy đó quý đồng đạo. Thầy chúng ta cho chúng ta biết là ta sinh ra cõi đời đều có hình hài để hoạt động, từ thời bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Quý cô bác đồng đại chúng ta thấy rằng thầy chúng ta chỉ cô đọng một cái động văn rất ngắn thôi,
thành bao nhiêu năm trường ấy và bao nhiêu khổ nhọc đó, thì cũng đủ nấu lên được cái công ơn của cha mẹ vô bờ vô bến với đồng đạo. Quý cô bác đồng đại chúng ta thấy không, từ khi chúng ta nằm trong bào thai sanh ra rồi nuôi cho chúng ta đến lúc trưởng thành, cái công ơn này không có thể nào dùng bất lực nào mà đong đo hay là căn đếm được. Quý cô bác đồng đạo, quý đồng đại chúng ta thấy rằng đó, nói về cái công ơn này đó, thầy sách thánh dạy chúng ta qua chính chữ phụ lao: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cốt ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã phụ lao, dục báo thăm ăn hạo thiên giọng cực. Cha sanh ra ta, mẹ nuôi nắng ta, thương thai cha mẹ muốn bảo đáp cái ơn sâu, nhưng mà cái ơn ấy trời trao chẳng cùng. Chính vì vậy mà chính chữ phụ lao là sinh cốt phủ dục cố phục trưởng xuất phúc. Sinh là cha tạo thân hình, rồi sinh cốt là mẹ đẻ ra mình chẳng sai, phủ là chăm sóc dỗ về, cố là nuôi dạy cho bề khôn ngoan. Quý đồng đạo thấy dài dài xuống chúng ta thấy chính chữ cù lao này phải nói là rất là tuyệt vời. Nhưng mà giàu cho chính chữ cù lao sách thánh dạy thì chúng ta thấy rất là thiêng liêng rồi, nhưng mà đối với 10 điều ơn đó Đức Phật dạy chúng ta thì cũng còn thiêng liêng hơn nữa. Quý đồng đạo, mà đại chúng ta nhắc là ở ăn cho dạng 10 ơn cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàn, dạng 10 ơn mới đạo làm con lúc xanh sấm chế nên phụ bạc. Thì nói về 10 điều ơn này trong giáo lý Đức Thầy chúng ta không có diễn tả, nhưng mà sau liên hệ qua kinh báo hiếu phụ mẫu ăn trọng kinh đó, thì Đức Phật đã diễn tả qua 10 điều ơn rất là cụ thể với đồng đạo. Thế Tôn lại bảo A Nan: ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường, chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mẫu mê trăm phần. Điều thứ ba, thăm ăn dưỡng dục cực đánh đau bền dưỡng chẳng lai. Thứ tư, ăn đắng uống cay để dành đường ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ ướt mẹ nằm cô rau phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm miễn con no ấm chẳng nhờm gớm ghê. Điều thứ bảy, không chê vế giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nợ chiêu riêng nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng giàu phải mang nghiệp chướng cũng can. Tính sao có lợi thì làm chẳng màng tạo lỗi bị gian bị cầm. Điều thứ mười, tình thương cao cả của mẹ cha. Điều thứ mười tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dài. Trên đời có một không hai, so cùng biển rộng sánh tạc non căng. Thì quý cô bác bằng đại chúng ta thấy rằng đối với 10 cái điều ơn này đó, nếu mà chúng ta chi tiết cái này không thể nào nó hết. Quý cô bác bằng đại không thể nào nó hết. Nhưng mà quý đồng đại chúng ta thấy cái lúc mà chúng ta nằm trong bào thai đó, đến khi mà chúng ta được chào đời đó, thì người mẹ chúng ta chịu không biết bao nhiêu cực khổ, không biết bao nhiêu cực khổ của đồng đạo. Nhất là cái thời xưa quý cô bác đồng đạo thấy khoa học mà chưa có tiến bộ như bây giờ đó, lắm khi người mẹ sinh con, lắm khi phải bỏ mạng trên đường sanh, biết bao nhiêu cái hoàn cảnh mà lắm khi người mẹ sanh con ra rồi thì người mẹ không còn với đồng đạo. Nhưng mà ngày hôm nay quý đồng đạo thấy khoa học mặc dầu tiến bộ như vậy, nhưng có lắm trường hợp những cái người mẹ sanh khó rồi đó, lắm khi quý đồng đạo thấy không, cũng vẫn chết như thường. Rồi sinh con ra thì biết bao nhiêu cái tình thương, biết bao nhiêu cái sự lo lắng. Lắm khi đó cha mẹ phải chắc thức trắng đêm vì con, những con ho, con bệnh, con sốt không là cha mẹ rất là đau lòng bộ đồng đạo ạ. Phải cho ho thì lòng mẹ tan tành, con sốt thì lòng mẹ như bình nước sông. Thế cái đó đồng đạo thấy có những khi những cái người con mà bệnh đau rồi đó, lắm khi người mẹ đó là thấy con mình đau bao nhiêu là cha mẹ khóc bao nhiêu đối với đồng đạo. Nhưng mà quý đồng đạo thấy không, hãy con bệnh con đau mà cha mẹ nhìn con là lo là khóc rồi. Nhưng mà lắm khi những cái người con sang này đó, cha mẹ bệnh cha mẹ đau, lắm khi chúng ta cũng không có thương, không có quan tâm cho bác đồng đạo. Thương cái đồng đạo, đồng thời nếu mà không có tiền nữa thì sao, cha mẹ phải bán bác cầm đồ, phải chạy lượt chạy xuôi để làm sao nuôi cho con mình được đó là mạnh lành, cho con mình được khôn lên. Thương cái đồng đạo, nuôi con buôn tạo bán tầm, chỉ mong con lớn mong thân với đời. Những khi trái gió trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên, nhọc nhằn vất vả chìm miên chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Nếu các bác đồng đại chúng ta biết bao nhiêu cái tình thương mà dùng cha mẹ chúng ta cho chúng ta một cách là phải nói là vô điều kiện, cho chúng ta không có màng đến một cái điều kiện gì hết. Nhưng mà lắm khi con cái mà lo lại cho cha cho mẹ rồi thì sao với đồng đại, đòi hỏi điều kiện này đòi hỏi điều kiện kia, còn cha mẹ cho chúng ta là phải nói là vô điều kiện. Hãy chúng ta cần cái gì là cha mẹ chúng ta sẵn sàng hết với đồng đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, chính vì vậy mà đối với cái tình thương của cha của mẹ đó, thật ra nó giàu chính chữ phụ lao hay 10 điều ơn thì chỉ giúp chúng ta cụ thể quá một phần nào thôi, chứ thật ra không thể nào nó hết với đồng đạo. Thế nên ca dao người ta tình bảo là đố ai đến được đá rình,
đố ai đến được mấy tầng trời cao, đố ai đến được vì sao, đố ai đến được công lao mẫu tần, không ai đến được hết trơn, phải không cô bác đồng đạo? Không ai đến được hết. Chính vì vậy mà quý cô bác đồng đạo ơi, chúng con nhiều khi mình câu qua những cái câu chuyện thực tế đó, mình đọc qua những cái sách báo, mình thấy những cái câu chuyện thực tế mà mình vô cùng cảm động đối với tình cha nghĩa mẹ thiêng liêng. Có ông bác hẹn nói với đồng đạo biết không, ông ấy hy sinh đời bố để củng cố đời con, nghèo như vậy đó, ở nhà là hái rau bắt ốc, đi bán vé số làm cái gì cũng làm chứ, miễn làm sao cho con mình nó có tiền nó ăn học là được rồi. Quý bác đồng đạo biết không, cái ngày nọ đó con lên học tới đại học rồi đó, bắt đầu mỗi khi là nó ở gần cái trường học có thể nó còn chạy về nhà nó lấy tiền đóng tiền này tiền kia được, nhưng mà khi đi học ở xa rồi đó, ở trong kiến trúc xá ở xa đó, thì không có về để mà đóng xin tiền được, không có lấy tiền được. Bắt đầu nhắn tin nó là điện thoại nó chơi, bây giờ lúc này con không có thời gian để con về con nhà con xin tiền được, thôi cha làm sao cha chạy cho xe cho đem tiền bánh cho con đi. Quý bác đồng đạo biết không, ông già như vậy đó nằm chắc móc được có đủ cái số tiền đóng học phí cho con không. Bắt đầu đạp xe đạp từ nhà đến kiến trúc xá là khoảng 20 cây số, với cái bác đồng đạp đạp xe đạp đi tới, đạp xe đạp đi tới xong rồi đưa hết số tiền cho con. Bắt đầu con ấy được tiền rồi, con nó mừng quá nó chạy vào trong, thì ông già này ông không có về, ông đứng ngay cái cửa kiến trúc xá, cái đứa con nó quay vô trong rồi xong rồi nó không thấy ông cha mình còn đứng ở ngoài cửa hoài, ông cha không có về. Cái mới quay ra nó nói cha ơi sao mà cha chưa có chịu về vậy cha, thì lúc bây giờ ông cha nói con ơi hồi nãy cha đưa tiền cho con đó, có dư ngàn nào không vậy con? Cái đứa con nói dạ thưa ba có dư được 4 ngàn. Thì ba nói con ơi nếu có dư được 4 ngàn đó, thôi con hãy cho xin lại 1 ngàn đi con, bởi vì con biết không, chiếm trước cha đi đến đây đó, cha đem hết tiền cho con rồi đó, khi cha trở về chiếc xe đạp nó bị lủng bắn mà cha không có tiền để cha giá, cha phải dẫn bộ đó là khoảng mấy chục cây số để về tới nhà đó con, thôi bây giờ có dư được con cho cha lại bớt 1 ngàn đi, đặng lỡ về nhà đó mà xe nó có lủng bánh đó, anh cha có tiền cha giá cho khỏi dẫn bộ nữa đó con. Mình đọc cái câu chuyện này là quý các bác đồng đạo ơi, lắm khi con nghẹn ngào mà con muốn khóc với đồng đạo, không biết với các bác đồng đạo sao, chúng con cũng trong cái gia cảnh như hồi xưa vậy đó, hồi xưa cũng như em này vậy đó, cha mẹ của mình là lo cho mình hết, miễn cho mình ăn học cho thành tài thôi chứ không có mong cái gì hết với đồng đạo. Chính vì vậy mà quý các bác thấy không, móc hết ruột cho con, móc hết ruột cho con, hết gia tài cho con mà không có quản cái gì hết trơn. Nhưng mà sao với cô bác đồng đạo, khi con lớn lên rồi đó, người con có nhớ cha nhớ mẹ cực khổ vất vả hy sinh hết cho mình hay không? Thưa với cô bác đồng đạo, nghĩ cho con không? Thưa với cô bác đồng đạo ạ, cho ăn học mở mang trí tệ, dựng gia đình có thế là ăn, miễn cho cha con được non thân, giàu cho cha mẹ cơ bằng quản chi, bằng cùng cực khổ cỡ nào cũng chấp nhận hết, miễn cho con mình được hành dân, cho con mình được nâng người mà thôi với cô bác đồng đạo. Nhưng mà lắm khi những người con lớn lên rồi đó lại thành dân rồi quên hết tình cha nghĩa mẹ, lắm khi cha mẹ nghèo á mà con cái ngày mà nhận bằng đó, con mà ngày được cái nhận bằng tốt nghiệp đó thì sao, cha mẹ mình nghèo đó đưa tới thì con không muốn nữa, thôi đi bữa nay đó con nhận bằng con đi một mình thôi anh con thân, cha mẹ đừng có ai tới chứ, cha mẹ tới và bạn bè con thầy cô con nó thấy cha mẹ nghèo vậy đó, người ta coi thường con. Chứng kiến những cảnh đó mình thấy mình rất đau lòng, thấy không quý đồng đạo? Và sau khi lớn lên được rồi thì sao quý bác đồng đạo? Lắm khi đó chúng ta giàu sang rồi, lắm khi cha mẹ mình nghèo quá, mình không dám nhận là cha là mẹ của mình nữa, nghĩ sợ nói là cha mẹ của mình đi thì những cái người bạn người bè mình coi thường cha mẹ. Quý bác đồng đạo thấy không? Có cái anh này quý đồng đạo biết, ở nhà cha mẹ chỉ có 200 đất ruộng thôi, bán nghe con mình học đậu vào bác sĩ, bán hết 2 con đất đó để mà đưa tiền cho con lên thành phố để mà học bác sĩ với đồng đạo. Sau khi mà học bác sĩ xong rồi đó, bắt đầu cô ta, anh ta mới quen một cái cô bồ, mà cô bồ này là con của ông giám đốc rất già, thì bắt đầu quen lâu rồi thì cô ta mới kêu, làm sao kêu cha mẹ của anh đi lên để mà chúng ta làm cái lễ cưới. Thì cái anh này với đồng đạo biết ảnh giáp kêu một cái câu nói, anh nói cha mẹ ta chết hết trơn rồi, à không có ai hết trơn á. Chính vì vậy mà thôi mượn ai ở trên thành phố này đi để làm cái đám cưới, là làm cha mẹ giả để làm đám cưới. Quý đồng đạo mình tưởng tượng coi, sợ cha mẹ nghèo đi lên và vợ mình nó biết đi rồi nó sẽ hồi hộp một công nhân mà dám nói cha mẹ đã chết hết rồi. Quý đồng đạo thế nên quý các bác đồng đạo mình thấy những cái hoàn cảnh thực tế nó xảy ra đó, lắm khi chúng ta đau lòng lắm quý đồng đạo, à, cha mẹ nghèo khổ vất vả tảo tần, lắm khi quý đồng đạo thấy không, có những ông cha bà mẹ đó mặc toàn những cái bộ đồ mốt con cái nó bỏ lại không. Chúng con gặp cái bà cụ nọ đó nghe mà chúng con thương,
và như vậy đó mặc áo sát cánh, và như vậy đó mà quý đồng đạo thấy không, mang những cái những đôi guốc, những đôi giày mà những cái đứa chơi, những đứa con gái nó đi đó. Cái con hỏi cô ơi, cô lớn tuổi rồi mà sao cô ăn mặc mấy cái bộ đồ này sao thấy kỳ quá vậy con? Cô nói cô Bạch Lê cô biết không, bởi vì mình già rồi không có chấp gì chứ, con mình nó bỏ lại cái gì đó mình mặc cái đó, bởi vì mình mặc đấy để tiền để dành cho con, nó ít cái gì cũng cho nó mua nó sắm. Quý cô bác đồng đồng thấy thương, hết sức là thương. Nhưng mà lắm khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta lo bạn lo bè, chúng ta lo chuyện này chuyện kia, mà lắm khi cha mẹ chúng ta ở nhà dắt dã ngược xuôi mà chúng ta không hay, quý đồng đồng. Thế nên ca dao người ta có câu đó, mẹ anh lội bụi lội bờ, sao anh áo lụa quần tôm ngày ngày, mẹ anh bụng đói thân gầy, sao anh vui sướng mâm đầy cổ can, mẹ anh như tết đau sao, sao anh lấp bóng như sao trên trời, mẹ anh quằn quằn cả đời, sao anh quẳng mặt, anh cười cợt qua. Biết bao nhiêu quý cô bác đồng đạo, nhìn lại trong xã hội này, không biết quý cô bác đồng đạo là những người đi trước đó, có chứng kiến được những cảnh những người con bác hiếm hay không? Chứ chúng tôi ngày nay chúng tôi chứng kiến được những cảnh gia đình mà ở gần xung quanh của mình đó, mình thấy mình đau lòng lắm với cái bác đồng đạo. Ở nhà thương con lo hết cho con, trong cho con từng cái cốt điện thoại, trong từng cốt điện thoại. Khi chúng ta còn nhỏ thì sao? Chúng ta ngọc chúng ta điện mẹ ơi con cần laptop, là mẹ nói ờ để đó mẹ lo. Khi chúng ta nói mẹ ơi con cần đóng tiền học phí, là nói để đó mẹ lo. Mẹ ơi con cần đó là đổi điện thoại mới, mẹ nói để đó mẹ lo. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên một chút xíu thì sao? Bắt đầu mẹ chỉ cần điện tới thôi, mẹ ơi con bận họ, chỉ cần điện tới thôi, mẹ ơi bà đừng có điện con nữa nha. Quý cô bác mình biết không, toàn là những cái lời từ chối không, mình thấy nó phải nói là rất là đau buồn. Nhưng mà lắm khi mình về tới nhà rồi đó, bà mẹ mà dọn lên một cái mâm cơm đó, quý cô bác mình đọc, dọn lên một mâm cơm mà rơi, mà vô tình để rơi một cái lọng tóc ở trong đó thôi, người con nó kêu ra một cái câu nói mình thấy tức ruột. Quý cô bác mình đọc, bà già này nghe con mình đó sắp về, bà mới đi ra qua bên kinh đó, bà mua rau mua cá về bà nấu một cái mâm cơm rất là ngon để cho con mình nó về nó ăn. Quý cô bác mình biết không, sau khi mà xuống cái ngồi vô cái bàn ăn rồi đó, bắt đầu có mỗi cọng tóc bạc ở trong đó, rồi con nó cắn lấy cái đũa mà gắp cái cọng tóc nó dính theo cái cây cải đó, lá cải dính lên đó. Quý cô bác mình biết không, chị tao bỏ ra đũa xuống một cái cọp, ai làm ăn cẩu thả như thế này đây, ở trên công ty đó nha, mà ai mà làm mà để một cái động tác mà trong cái một cái câu căn thôi là trời luôn hết cái tháng đó đó. Với cái bác mình biết không, cái em nó nặng nhiều, nó nói tổng tóc này bạc hết phân nửa rồi, tổng tóc này bạc hết phân nửa rồi chị ơi, tức là nó tổng tóc này của mẹ đó đã bạc hết không phân nửa rồi. Nhưng mà cái đồng đạo thấy không, chỉ mình cao sang rồi đó, mình quên hết tình cha tình mẹ. Với cái bác đồng đạo à, chúng ta ở đâu tư tưởng cha mẹ chúng ta luôn thôi nuôi đó với đồng đạo. Chính vì vậy mà cái đồng đạo thấy con ở chỗ nào tư tưởng cha mẹ nên theo chỗ đó, ngày đêm căng cánh ống trong tinh tế của chúng ta. Nhưng mà lắm khi chúng ta lo điện thoại thì sao, chúng ta điện thoại người yêu thì hết quốc này chúng ta sang quốc nọ, chúng ta cứ điện liên tục. Mà lắm khi cha mẹ ở nhà đang trông chờ chúng ta từng cái quốc điện thoại coi chúng ta có được khỏe hay không, mà lắm khi chúng ta cũng không điện về để thăm với đồng đồng. Quý cô bác mình biết không, cái nhà nhỏ của ông cụ khoảng 80 tuổi, ông cầm cái điện thoại của bác, ông đi ra ngoài cái chỗ sửa điện thoại, ông nói mấy chú ơi, mấy chú làm ơn, mấy chú kiểm tra dùng cái điện thoại coi coi, không biết nó có hư không. Mà sau mấy tháng nay rồi, con tôi không có điện về thăm tôi. Cái người ta sửa điện thoại đó với cô chú, ta sửa điện thoại, ta nói cái điện thoại đâu không có hư vậy chứ ông ơi, anh không có hư gì chứ á. Trong cái gì hả, chị mà tôi tưởng đâu cái điện thoại của con nó hư, ngày nào tôi cũng chăm con nó điện về chứ, mà nó không có điện về, tôi tưởng đâu điện thoại con nó hư, con nó điện về không được. Với cái bác đồng đạo ơi, đọc qua cái chỗ này, thương với cái bác đồng đạo, không có cái tình cha tình mẹ nào nó thiêng liêng, không có cái tình nào nó thiêng liêng bằng cái tình cha tình mẹ. Trong tầng cái cốt điện thoại của con trăm trở qua không biết bao nhiêu, và khi mà đã có một đứa con hư rồi thì sao, cái bác đồng đạo, một đứa con hư rồi đó, cha mẹ ngày đêm so sát buồn rầu. Quý đồng đạo thấy không, con mà nó tốt hết đó, thì đi đâu cha mẹ cũng yên hết. Mà con mà có những đứa mà tối ngày rượu chè cờ bạc đàn điếm thôi, nó hung sùng rồi đó, nó đi ra khỏi nhà rồi đó, cha mẹ không yên, lúc nào cũng thập phòng, cũng lo sợ không biết nó làm cái gì đây, không có yên được. Chừng nào mà con nó về tới nhà đó thì cha mẹ mới an tâm, mới định thần được với đồng đạo. Thương với cô bác đồng đạo, chính vì vậy mà nấu đúng cái công ơn này đó với cô bác đồng đạo chúng ta. Người ta thường nói đó, sao với đồng đạo, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không banh đầy tình mẹ, mây trời lầu động không phụ tính công cha, tầng tạo sớm hơn mẹ nuôi con không lớn,
mang cả tấm thân gầy, cha che chở đợi con. Quý cô bác đồng đạo ơi, nói hoài không thoát được đâu. Bởi vì ở đây thì quý cô bác chúng ta đã từng trải, từng thấm thía hết trơn rồi. Chính vì vậy mà chúng con chỉ đưa lên một vài cái câu chuyện điển hình để thấy được rằng cái tình cha, tình mẹ thiêng liêng vô bờ vô bến. Quý cô bác đồng đạo là chỉ còn một hơi thở cuối cùng, nhưng mà lòng dẫn gửi gắm cho người con. Quý cô bác đồng đạo mình thấy không, chỉ còn một hơi thở cuối cùng thôi, tới cái giờ chết rồi đó, mà lắm khi tư tưởng cũng không có gửi cho ai, mà cũng luôn luôn lo nghĩ đến con của mình. Có một cái chị này, quý cô bác mình đã biết không, là chồng chết, ở dạy nuôi con. Tôi nói em đất xứ sở quê nhà thì không có công ăn việc làm gì, vậy mà chị phải đi cái xứ xa để xin làm mướn. Rồi có một cái mướn mà có một cái chòi lá chút xíu thôi, bắt đầu ở đó hai mẹ con ở đó. Thì sao cho mình đạo chị để con mình ở đó với một cái bàn thờ siêu quẹo ở trên là để thờ cái người chồng quá cố. Bắt đầu chị đi làm thuê hết miếng đất này sang miếng đất kia, sang miếng đất nọ để lấy tiền cho con của mình. Cái ngày nọ quý cô bác mình biết không, chị tranh thủ chứ làm riết cho hết cái miếng đất này xong rồi đằng đi sáng bữa sau đi qua làm cái miếng khác để lấy tiền cho nhiều. Thì bắt đầu chị quên cái đứa con ở nhà, bắt đầu chị nhớ giật lại là con của mình ở nhà giờ này chưa có cơm ăn. Bắt đầu chị tranh thủ chứ làm riết rồi đó, làm vừa xong là bắt đầu chị chạy không với đồng đạo. Chạy sao nó vô tình nó sụp xuống vào cái miếng đất, sụp xuống một cái hầm với đồng đạo, một như là cái lỗ nó bị bủng lên. Thì cuối cùng thì sao của cô bác đồng đạo, bắt đầu có một cái con rắn độc nó trồi lên rồi sau nó quơ, sau nó phục cái chân cái bàn tay của chị đi. Thì quý cô bác đồng đạo biết không, bây giờ đó là con rắn độc nó phục như chân cái bàn tay, mà lúc bây giờ cái đồng đạo biết là tắt khách quê người, không có người thân, không có tiền bạc, chỉ biết rằng thế nào vào đây mình cũng phải chết, chứ làm sao để chạy chữa được để mà thoát cái cảnh chết này. Lúc mà bây giờ đến em mới đồng đạo biết cái tiếng kêu của chị đã vang vọng cả cánh đồng. Con ơi con, chị kêu vang vọng vậy. Bắt đầu chị chạy viết về tới nhà rồi đó. Quý cô bác mình biết cái công việc đầu tiên của chị ta làm gì không? Chị làm hàng ngày, chị mua lúa, chị dành lại rồi để dành nước cho con của mình ăn đó. Bắt đầu chị suy nghĩ mình đã chết rồi, con mình ai đâu mà giả gạo, giả lúa. Bây giờ thì có nhà máy xay, còn ngày xưa nó không có cái nhà máy xay, chỉ lúa là chỉ giả không đối với đồng đạo. Bắt đầu chị ta về nhà, chị ta mới đổ hết lúa vô cối. Bắt đầu chị ta giả với đồng đạo, giả cái tư chỉ mong làm sao khi mình chết rồi đó đặng để có gạo lại cho con mình ăn thôi. Tư tưởng của chị quý cơ bác đồng đạo chứ không có mong gì hết chứ. Nên cuối cùng thì sao với đồng đạo, do đem hết sức lực của chị á, chị xay cối, chị giả gạo đó, mà cuối cùng lại quý đồng đạo biết không, mồ hôi thoát ra quá nhiều, nên cuối cùng là cái nọc nọc trắng đó nó sẽ thải ra các mồ hôi, nên cuối cùng chị đã thoát được cái chết với đồng đạo. Thì chúng con đọc cái tờ báo này, đọc cái câu chuyện này, nhiều khi mình thương cha thương mẹ quá sức với các bác đồng đạo, thương cha thương mẹ quá sức. Đến bây giờ phút hơi thở cuối cùng mà chỉ lo cho con của mình ở lại thôi, chứ không lo gì cho bản thân của mình hết. Và lắm khi cha mẹ gì con thì sao, bất chấp ác nghiệp, làm cái gì cũng được hết, miễn sao cho con mình sung sướng thì thôi, không có kể gì đậu lậu hết với đồng đạo. Chính vì vậy mà miễn cho con được thời sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam, tính sao có lợi gì làm, chẳng mang tẩu lỗi, bị giam bị cầm. Quý cô bác đồng đạo thân, có những khi bà mẹ gì con mà phải làm những cái điều nhục nhã, ăn trộm ăn cắp của người ta đem về cho con mình ăn. Quý đồng đạo thân, và lắm khi làm những cái nghề sát sanh, những cái nghề đạo tặc, những cái nghề gian dâm để kiếm tiền về nuôi con của mình, thì cuối cùng thì sao, chết phải chịu tọa đài, rất là đau khổ. Chính vì vậy mà nói chung là nói những công ơn cha mẹ đó như trời cao biển rộng không cùng. Với đồng đạo là dòng công ơn này để chúng ta để cho cha mẹ chúng ta quên hai vai, chúng ta gắn cha mẹ chúng ta giáp dòng một hòn núi, Đức Phật nói công ơn đó chúng ta chưa bao giờ chúng ta đành đáp được. Với đồng đạo thầy trong kinh Phật từng bảo là chỉ như nhai trái cộng cha, giai mặt cộng mẹ, chạy qua mấy dòng quanh hòn núi tu di, mấy bận rơi dốc đông đổ máu tuôn đầy, trải trăm ngàn kiếp như vậy cũng chưa trả hết ơn này mẹ cha. Trăm ngàn kiếp, chính con hỏi với các bác đồng đạo mình có ai dám để cha mẹ mình lên nhai cổng cha mẹ mình đi 5-3 cây số không? Cái đồng đạo mình có chưa? Chắc có lẽ là cũng chưa có không? Mà Đức Phật nói chúng ta để trên vai ra cổng đi giáp hòn núi tu di mà trăm ngàn kiếp như vậy cũng chưa bao giờ chúng ta trả hết. Cái đồng đạo chính vì vậy mà hôm nay thì bổn phận làm con chúng ta phải làm sao chúng ta đền đáp cho xứng đáng với đồng đạo, thưa quý cô bác đồng đạo. Vì vậy mà thầy chúng ta nhắc ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi, làm con khá trả đặng ăn sâu, muôn việc trần gian hiếu đứng đầu, 9 tháng tu mang nhiều khó nhọc, 3 năm nhiệm vụ
quý đồng đạo thấy, chúng ta thấy rằng đối với những cái công ơn này đó, thì người xưa cũng như ca dao lúc nào cũng kêu chúng ta phải đền đáp. Vậy thì hôm nay chúng ta muốn đền đáp cái công ơn tổ tiên cha mẹ, chúng ta phải đền đáp như thế nào đây quý đồng đạo? Xin thưa quý bác đồng đạo, ngày xưa đó thì quý đồng đạo thấy Đức Khổng Tử dạy chúng ta đó là sao quý đồng đạo? Nói về cái thân chúng ta đó, cái người con mà cái chữ hiếu đầu tiên của chúng ta, khởi đầu của chúng ta là gì? Là làm sao chúng ta có hình dốc tóc da này, chúng ta không làm hủy hoại đến thân xác của chúng ta đó, thì đó là cái hiếu khởi đầu. Và cái hiếu sau cùng của chúng ta đó là làm sao chúng ta làm thân hành đạo. Đức Khổng Tử nói là như thế này quý đồng đạo, thân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu, bất quỷ cảm thương, thiếu chi thị giả. Có nghĩa là hình dốc tóc da hay vì do cha mà chúng ta tạo ra. Nếu chúng ta không làm gì đến hư hại thân thể của chúng ta đó, không hủy hoại đến thân thể chúng ta, đó là cái hiếu khởi đầu dạy. Còn cái hiếu sau cùng là sao? Đức Khổng Tử cũng dạy chúng ta đó là lập thân hành đạo, dương danh lên hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung dạ. Có nghĩa là lập thân hành đạo để tiến tốt cho đời, cho cha mẹ được thơm lanh, đó là cái hiếu tặng cùng dạy. Có biết đồng đạo thấy không? Cái người nào làm con đó mà chúng ta đừng có làm cái thân thể chúng ta bị hủy hoại, thì đó là cái hiếu đầu tiên nghe quý đồng đạo. Nhưng mà ngày hôm nay với cái bác đồng đạo chúng ta cái hiếu khởi đầu. Nhưng mà ngày hôm nay với đồng đạo thấy không, có những người thì sao? Thân thể cha mẹ chúng ta sanh ra cực khổ, nhưng mà chúng ta hủy hoại quá nhiều với đồng đạo. Nhất là ngày hôm nay cái giới trẻ mà nó xăm mình đó với đồng đạo thấy. Quý đồng đạo thấy xăm mình có đau không? Xăm mình nó đau đớn vô cùng chứ không phải không đau với cái bác đồng đạo. Mà chúng ta mình đi ra đường thì sao? Mình bị cái con mũi chích thôi, con mũi chích thôi, cha mẹ chúng ta cũng nhớ ruột, cũng đau lòng. Mà bây giờ chúng ta dám để cho người ta xăm mình phải nói là chịu rất nhiều cái sự đau đớn. Rồi chúng ta bị sao cái lần đầu tiên mà chúng ta lại chấp té chút xíu không, cha mẹ chúng ta cũng đau lòng rất dạ. Còn lần này chúng ta đi ra đường, chúng ta để cho người ta đánh đập mình, chúng ta làm những cái điều không tốt, làm cho người ta đánh đập, nó tàn phế thân xác của chúng ta. Quý đồng đạo mình con như vậy phải bắt hiếm không với đồng đạo? Hay có những người gì cái người yêu mà tự mình rồi đó là sao? Tự giận chết. Hay thương người yêu quá mà tự giận chết, mà không kể đến cha mẹ của mình, sanh mình ra từ khổ thương mình cả chừng nào, mình chết như vậy rồi đó cha mẹ mình khổ, hay là người yêu của mình khổ. Vậy đó mà có lắm người quý đồng đạo hay gì mà cái người yêu thôi mà phải dám gửi quả thân xác, phải dám tự giận mà chết, phải bắt hiếm tột cùng không quý đồng đạo? Phải bắt hiếm không? Vinh vậy mà Đức Khổng Tử dạy chúng ta hôm nay chúng ta làm con thì cái hiếu khởi đầu là làm sao chúng ta phải giữ cái thân xác của mình cho nó được trọn vẹn, không để cho sức mẻ, không có để cho tật nguyền, thì đó là thứ nhất đối với đồng đạo. Và cái hiếu sau cùng là làm sao chúng ta phải làm những cái gì đó là thân hành đạo, dương danh với hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung dạ. Có nghĩa là chúng ta làm sao phải sống tốt, phải không, để cho mọi người khen ngợi chúng ta, để cho chúng ta được cái danh thơm tiếng tốt, để cho cha mẹ được thơm lanh, thì như vậy mới là hiếu với đồng đạo. Với cô bác đồng đạo thấy ngày hôm nay có rất nhiều đồng đạo chúng ta đó, nhất là những em trẻ trẻ của mình đó nghe, biết tu hành rồi đó thì sao? Đi ra đường nói chàng ơi, con là con của ai, con là cháu của ai vậy mà dễ thương quá. Thì đó là cũng là cái hiếu đồng đạo, người ta khen mình thôi, thì đó là cũng là cái hiếu để làm cho rạng rỡ tâm môn của chúng ta, phải không cái đồng đạo? Thì đó là chúng ta nói sơ về Đức Khổng Tử dạy. Còn ngày Tôn Tử dạy chúng ta thì sao cái đồng đạo? Ngày Tôn Tử dạy chúng ta đó là một người con có hiếu phải thể hiện qua năm phần. Đó là như thế này quý đồng đạo: hiếu tử chi sự thân, cư tất chí kỳ tính, dưỡng tất chí kỳ lạc, bệnh tất chí kỳ ưu, đang tất chí kỳ an, tế tất chí kỳ nghiêm. Có nghĩa là làm con hiếu thảo có năm phần. Thứ nhất là cư xử hết lòng, kinh tánh thân, nuôi dưỡng hết lòng còn là thị. Thứ ba là bệnh đau hết ý cuối cùng thân, rồi tới khi tử bị còn thân tiết. Là một kính kiến trang nghiêm lẽ rõ ràng. Thì quý đồng đạo thấy năm cái điều này đó, quý đồng đạo thấy không, làm con hiếu thảo có năm phần, cư xử hết lòng, lúc nào đâu có cha mẹ chúng ta cũng phải hết lòng cư xử cho tốt quý đồng đạo à, rồi nuôi dưỡng cũng hết lòng còn là thị. Bệnh đau phải hết ý, bệnh đau phải hết lòng hết dạ để lo, phải không quý đồng đạo? Và đến khi tử bị còn phải thương phải tiếc, và đến khi chết rồi phải cúng kiến đau đó cho nó rõ ràng, cho nó trang nghiêm, thì như vậy mới phải với các bác đồng đạo. Còn hôm nay thì Đức Thầy chúng ta dạy chữ hiếu như thế nào đây quý đồng đạo? Xin thưa quý cô đồng đạo, hôm nay đối với chữ hiếu của đời ơn tổ tiên cha mẹ đó, thì ở đây chúng con xin nhắc lại thôi, chứ quý cô bác đồng đạo chúng ta ai cũng đã rất an tường rồi quý đồng đạo à. Thầy chúng ta dạy rất là trọn vẹn, không thiếu một cái chỗ nào hết, đúng như cái câu giảng mà thầy nói là giảng này ra cuốn mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu chương trần. Thì quý đồng đạo thấy thầy chúng ta dạy cái người con mà có hiếu đó thì làm sao phải báo đáp từ thế gian cho đến sắc thế gian, từ hiện tại cho đến quá vãng, cũng như từ tinh thần vật chất
một cách cho nó vuông tròn với đồng đạo. Quý cô bác đồng đạo biết về lúc mà săn tiền đó thì là chúng ta dạy nó có hai phần, một là báo hiếu vật chất, hai là báo hiếu tinh thần. Báo hiếu vật chất, cái này nó nằm trong câu hỏi nữa quý đồng đạo mình chú ý nha. Cái thầy dạy báo hiếu như thế nào thì lúc săn tiền thầy dạy báo hiếu có hai cách, một là báo hiếu về vật chất, hai là báo hiếu về tinh thần. Thì báo hiếu về vật chất thầy chúng ta dạy sao? Lo cho cha mẹ khỏi đau rách, khỏi bệnh hoạn âm trang. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống thì sao? Vậy thì cho ăn là xong phải không quý đồng đạo? Xong chưa? Chưa đâu phải không quý cô bác đồng đạo? Quý cô bác đồng đạo nghe thầy mình dạy, nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống, vậy thì cho ăn. Nhưng mà ngày hôm nay quý đồng đạo thấy không? Lắm khi cha mẹ còn sống không có cho ăn, mà đến khi chết rồi thì sao? Dân mâm cao cổ đầy, cúng đầy đàn ở trên bàn thờ chứ. Lúc đó chúng ta cúng cho ai ăn vậy quý đồng đạo? Lúc đó chúng ta cúng là chỉ cho ta giao ta nói lúc sống mà chẳng cho ăn, để khi đến chết thì sao? Làm năm tới rồi chúng ta lại cúng cho mấy con rùi thôi, không cho cha ta là chúng ta đâu có ăn được đâu quý đồng đạo. Thưa quý cô bác đồng đạo, nói về báo hiếu vật chất rất là quan trọng đâu quý đồng đạo. Bởi vì sao? Người xưa tình bảo là tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đại lão, tích trữ lúa gạo là chờ lúc đấu, nuôi con thì chỉ mong con nuôi lại lúc tuổi về già. Mà lúc tuổi về già mà con cái không quan tâm, con cái không nuôi thì sao? Chắc hai ông Phật tại gia đi nhập nước bàn chứ sao sống nổi. Chính vì vậy mà chúng ta phải ráng với đồng đạo. Có nhiều người nói, người ta nói cái câu giàu đặng trung đặng hiếu, nghèo bất nghĩa bất nhân đó. Người ta giàu có nuôi cha nuôi mẹ được, còn mình nghèo đến chết đó, nuôi con nuôi vợ không rồi, có đâu nuôi cha nuôi mẹ. Ai lấy cái câu nói đó là hoàn toàn sai lầm với đồng đạo. Quý cô bác đồng đạo biết ca dao người ta dạy chúng ta làm sao? Nghèo thời củi núi rau nông, nuôi cha nuôi mẹ cho tròn nghĩa xương, hay là đói lòng ăn hạt trà là để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Thì đó là muốn nói lên cái sự quan tâm thương lo của người con, chứ không phải đầu hỏi nuôi câu nuôi mỹ vị của đồng đạo. Những cái tình thương chúng ta chia sẻ, chúng ta quan tâm, chúng ta thương cha thương mẹ là cha mẹ chúng ta vui rồi với cơ bác đồng đạo. Thế nên chúng ta phải ráng với đồng đạo à. Ca dao người ta dạy chúng ta, ai về cái gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về cái gửi đâu dày phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Đó là muốn nói lên cái sự quan tâm của người con. À khi ai về ai chúng ta gửi đo dài đo dép, gửi cái buồn cao cho cha cho mẹ. Đó là những cái vật nó rất là tiểu tiên, rất là nhỏ nhưng mà thể hiện cái sự quan tâm, phải không quý đồng đạo? Thưa quý đồng đạo, muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào hứng hóc, khi ra văn tiền, người ta nhắc mình vậy đó. Ai muốn cho mình được cái tình hưng gần cha gần mẹ thì khi chúng ta vào là chúng ta thăm cha mẹ, thì chúng ta có quà có bánh gì đó chúng ta cho cha cho mẹ. Còn khi chúng ta ra về thì chúng ta cũng mất ít tiền chúng ta ra, chúng ta gửi tặng lại cho cha cho mẹ. Thì đó là cái sự quan tâm đó quý bác đồng đạo. Thế nên hôm nay quý bác đồng đạo chúng ta thấy phải có được cái điều này nó tốt với đồng đạo. Còn chúng ta lắm khi ngày hôm nay đó, chúng ta đặt ưu tiên cho con của chúng ta không? Con chúng ta cần cái gì chúng ta cho cái nấy hết, lo cho con chúng ta đầy đủ thứ nấy hết. Muốn ăn cái gì là cho con ăn đầy đủ. Nhưng mà lắm khi cha mẹ chúng ta đó muốn ăn, nhưng mà lắm khi chúng ta không có quan tâm, hay thiếu tiền chúng ta cũng không có quan tâm bằng chúng ta quan tâm con của chúng ta. Quý cô bác đồng đạo biết không, có ông cụ này ông nói một câu mà chúng con nhớ mãi trong lòng. Ông nói cô Bạch Lan, ta nói với cô đó nha, trên đời này tôi không có mong cái gì chứ, tôi chỉ mong làm sao con nó nuôi tôi đó giống như nó nuôi con của nó thôi. Quý cô bác đồng đạo giảm nó công đức ruột, tôi chỉ mong con nó nuôi làm sao nó nuôi tôi nó giống như con nó nuôi con nó thôi, mà không có được cô ơi, không có được. Ông nói những con nó đau rồi đó, nửa đêm nửa hôm nó cũng chạy bác sĩ, con nó đau rồi nó không có tiền đó, đặt dây đặt đóng cỡ nào nó cũng hỏi để nó lo chứ. Còn mình bệnh mình đau cái mình nói con ơi cha nhức đầu quá à, con làm sao con mua thuốc cho cha đi. Cái nó dòm lên đồng hồ, cái này 10 giờ rồi ông có biết không, bác sĩ người ta đóng cửa trên rồi, nhà thuốc có đóng sở rồi. Tới chừng sáng lại cái ông cụ nhức đầu quá, ông nói cái đảo của cha không biết có vấn đề gì không, con mấy con chở cha đi bệnh viện đi, anh khám con cái não của cha làm sao mà sáng đêm vậy để cha nhức đầu quá. Đứa con này nó đưa một câu thấy đau lòng cho mình đập, ai già mà không bệnh không đau, ai già mà không bệnh không đau mà ông gấp gì dữ vậy, đợi cho anh bánh muối bánh khoai đi còn tôi sẽ đưa ông đi bệnh viện. Quý cô bác đồng đạo giống nhức đầu vậy đó mà đợi tới bánh muối bánh khoai mới đưa đi bệnh viện. Nhưng mà khi đi đưa bệnh viện rồi có mấy ngày thôi quý đồng đạo, có mấy ngày cái bà vợ có đi qua có nói hôm nay ở đây hoài không có về nhà. Mấy đứa nhỏ lớp nào ta câu, mấy đứa nó lớp nào ta đưa nó đi học, lớp nào công chuyện nhỏ bà đồng không có ai câu chứ. Thì sao cằn nhằn cái ông già ông nói thôi con ơi ba cũng khỏe rồi thôi đưa ba về đi chích bác sĩ giường cũng được con. Đi về nhà rồi đi chích có mấy ngày ở bác sĩ giường thì quý đồng đạo biết cái anh này anh than một câu đau lòng nữa. Không biết tống hộ chết này chừng nào mới mãn nữa. Quý đồng đạo thấy hết sức là đau lòng phải không quý đồng đạo? Chính vì vậy mà thầy chúng ta nhắc chúng ta làm sao quý đồng đạo? Bằng cùng cũng sống điện tôn,
giữ tâm thai thảo sống làm bá ni, bộ khang thần tỉnh cầm chiêu khẩu quan đoạn nạn thì sao làm kỳ hồ được lên không hay là cái lòng phải đón cái chỗ này. Nhưng mà nói về vật chất đầy đủ và nói về tinh thần làm được cha mẹ hoài thì cũng không được, phải không? Thế là ngày chúng ta dạy làm sao ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ. Chị thì cũng ngoan đó, cái người con nào mà là hàng ngày là cái gì cho cha mẹ mà lúc nào cha mẹ cũng cười tên tét nhau, lúc nào cũng vui với mình đó, là cái người con có hiếu nha. Còn lúc nào chúng ta cũng làm cho cha mẹ buồn, mình giận hết chuyện này tới chuyện kia thì đó là chúng ta bất hiếu đối với đồng đạo. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đồng đạo với công lắm, khi chúng ta là cái người hiểu đạo nhưng mà cái cha mẹ chúng ta là cái người chưa hiểu đạo thì bắt đầu chúng ta đưa ra những cái câu nói khó nghe thì làm cho cha mẹ mình buồn, thì đó là chúng ta cũng chưa chọn cái chữ hiếu với đồng đạo. Chính vì vậy mà bất cứ cái người con thì làm sao lúc nào cũng cho cha mẹ vui mới thể hiện được cái sự hiếu đạo với đồng đạo. Thưa quý bác đồng đạo, thì muốn cho cha mẹ vui thì ở đây rất nhiều công việc, phải không? Thầy chúng ta dạy là lúc cha mẹ còn đang sống tiền có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời chớ mong sao lãng lạc chiều lòng cha mẹ. Rồi chúng ta phải gây sự hòa hảo trong để quên tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ được vui lòng thỏa mãn. Rất nhiều câu vấn đề làm cho cha mẹ vui thì chúng ta cố gắng chúng ta làm sao cha mẹ vui là có hiếu, còn làm cho cha mẹ buồn là chúng ta bất hiếu, thì đó là chúng ta nhớ cái chỗ này. Thưa quý đồng đạo, đồng thời nuôi cha mẹ lúc bình thường rất dễ, nhưng mà ở đây chúng ta muốn nhắn với đồng đạo một cái điều rất là quan trọng. Lúc cha mẹ chúng ta đau dây dưa nằm lâu ngày đó thì lúc này mới biết là cái người con có hiếu hay không là cái chỗ này. Ta vừa nói là bằng cùng tri hiếu tử, nước lợn thức trung thành đó, nhà nghèo mới hai con thảo, nước lợn mới biết con chung. Nuôi cha mẹ lúc cha mẹ chúng ta còn lo tiền được đó, còn lạc ra tiền à, lúc còn mạnh dẫu lo giúp chúng ta trong việc này việc kia, chúng ta có hiếu chuyện dễ. Nhưng mà cha mẹ chúng ta đau dây dưa nặng năm 10 năm liền nhiều người chiếu đầu hậu, lúc này chúng ta có còn thương cha mẹ không, chúng ta có còn quan tâm hay không, là cái chỗ này thì có đồng đập. Có những người cha mẹ nằm đau lâu quá rồi thì sao, chán cha chán mẹ, nhất là cha mẹ mà già và lẫn lộn đó, một câu thì nổi tới nó lên 5-10 lần thì sao, bắt đầu con cái nó nặng sắc mặt rồi. Ôi ông bà biết cái gì, nói hoài à, nghe biết mệt lỗ tai quá. Quý cô bác đồng đạo thấy không, họ chúng ta còn nhỏ thì sao, chúng ta hỏi cái gì cha mẹ chúng ta cũng phải làm cho chúng ta vui hết. Nhưng mà cái cha mẹ già rồi lắm, cái cha mẹ quên trước quên sau, một cái công việc nấu đâu ra lần là lắm, cái chúng ta không có hài lòng rồi. Nhất là cha mẹ bệnh đau lâu ngày, có lắm người con đó là muốn cho cha mẹ chết sớm để theo ông theo bà, để cho khỏi hành hạ thể xác với đồng đạo. Rồi có những người thì sao, không vô nước biển, không chích thuốc thang gì hết, lắm khi sữa sùng chá lao gì không cho ăn, nó để cho ông cho bà đó là sớm đi theo ông theo bà đi để khỏi có hành hạ thể xác, để mang cái thể xác này là bệnh đau lâu ngày quá. Người ta nói rằng đó là ông bà ăn ở khó khăn thất đức, người ta nói rằng đó là sống như vậy đó là chỉ hành hạ thể xác thôi không tốt lành. Xin thưa quý đồng đạo, người nào mà dám bỏ cha mẹ không thuốc ăn, không có sữa sùng, không có cho ăn uống để cha mẹ chết sớm, quý vị đó mình biết mang cái tội gì không? Có là mang cái tội bức tử cha mẹ, phạm vào cái tội ngủ mịch cho nên với đồng đạo, chứ không phải thường. Mà ngày hôm nay có rất nhiều người đã dướng vào cái hoàn cảnh đó với đồng đạo, cha mẹ bệnh đau rồi không có quan tâm gì hết. Nhất là cái giờ phút cha mẹ hấp hối đó, chúng tôi muốn nhắc cái chỗ này rất là quan trọng. Giờ phút cha mẹ hấp hối thì làm sao người con phải cúi cạnh bên cạnh cha mẹ chúng ta. Còn lắm khi có những người cha mẹ bệnh đau hấp hối rồi lo đi làm không, cái đồng đạo lo đi làm không, lắm khi chết cống ở nhà đó mà không có ai hay chứ. Cái chừng đi làm xong đi về đó, ông bà chết ra hồi nào rồi không hay ho gì chứ. Với cái bác đồng đạo là cái điều đó không được với đồng đạo. Giờ phút đó là giờ phút cận tử nghiệp đang dây quanh cha mẹ chúng ta, thì làm sao người con phải tốt trực cái bên để cha mẹ chúng ta yên tâm, cha mẹ chúng ta nhớ mà niệm Phật, chúng con nói hoài với đồng đạo. Cái giờ phút thấp hối đó cận tử nghiệp rất là quan trọng, hãy thần hết tâm hồn chúng ta hướng đâu thì cha mẹ là chúng ta sẽ đi về đó. Nếu lúc này cha mẹ chúng ta an vui, cha mẹ chúng ta nhớ niệm Phật thì cha mẹ chúng ta về bảo Phật rất là nhẹ nhàng. Còn giờ phút này đau đớn quá, dòng xung quanh không có một người con nào hết thì sao, nỗi tâm sân lâu thì sao, nhất định sẽ bị xa đọa. Mà sau này rồi chúng ta bị xa đọa rồi, chúng ta làm đám bàn cùng cầu nguyện cho thật lớn đi chăng nữa, nhưng mà kết quả thì sao chứ đồng đạo, kết quả không có cao đâu. Còn chỉ bằng lúc này chúng ta làm cho vui lòng mẹ, cha chúng ta ngồi kế bên, mẹ ơi cha ơi đừng có sợ đừng gì hết, có con ở đây nè, cha mẹ ráng niệm Phật đi nha. Thì lúc này là mẹ có thương con quá rồi, ông cha thương con quá rồi, tha thiết niệm Phật thì sao với đồng đạo, tâm hồn thơ quá dễ an, thì quý đồng đạo thấy rồi đó, nhắm mắt chừng nào là về cõi Phật chừng đó, rất là quý báu. Còn đằng này lắm đây chúng ta không có quan tâm gì hết, để cho cha mẹ chúng ta ôm mối sân hận rồi đi ra đi một cách rất là ức hận thì rất là đau khổ. Chúng ta thấy có những người khi cha mẹ chết đó, sắp chết rồi nhưng mà chưa chết thì sao, xếp khi nào lại anh em ngồi lại canh cha canh mẹ, bắt đầu cãi lộn với nhau,
đất giường chia ra là không đồng đều cãi lộn với nhau, rồi anh em nào căng vậy thì sao? Ở trước có thì bài cái tiệc trụ ha, đòn ca sướng hát, còn ở trong này mẹ mình đang ở nào không có quan tâm gì hết. Thì như vậy mình nghĩ coi thế, mình đóng vai trò là cái người mẹ, con mình ở ngoài kia nó đòn nó ca nó sướng nó hát, trong khi mình đau mình nhức cột cùng nó không có quan tâm. Quý đồng đạo mình có sân không? Mình phải thử cái vai trò của mình làm mẹ làm cha đi, rồi con mình nó đối xử như vậy thì mình như thế nào? Mà ngày hôm nay có rất nhiều cái trường hợp đó của đồng đạo, chính vì vậy mà thầy chúng ta nhắc chúng ta là mà sao cái đồng đạo làm sao phải ráng tôn tạo cho cha mẹ hưởng điều phước thọ, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, thì đó là muốn nói lên cái sự quan tâm, nhất là cái giờ phút đó làm sao chúng ta phải ráng với đồng đạo à? Thì đó là chúng ta nói một số vấn đề về cái vấn đề mà tại thế gian. Rồi lúc cha mẹ chúng ta qua đời thì sao? Xin thưa quý cô bác đồng đạo, lúc cha mẹ chúng ta qua đời đó thì làm sao một điều chúng ta nhớ một điều là làm sao chúng ta phải báo hiếu đúng đạo lý, báo hiếu đúng đạo lý. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều người báo hiếu nhưng mà báo hiếu không đúng đạo lý của đồng đạo. Thì báo hiếu như thế nào là đúng đạo lý, báo hiếu như thế nào không đúng đạo lý của đồng đạo? Xin thưa quý đồng đạo, thứ nhất chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, báo hiếu đúng đạo lý thứ nhất mà chúng ta làm sao phải làm đúng y lời mà chúng ta dạy. Khi cha mẹ chúng ta chết thì sao? Thầy chúng ta nhắc là khi cha mẹ chúng ta qua đời thì bây giờ chúng ta đã vui với đạo Phật thì nó do sự thành tâm cầu nguyện và đem sức khánh giới của anh chị em trên đạo cầu nguyện cho trong linh người chết được siêu sinh mê khỏi thọ, hay là chúng ta lúc cha mẹ có dạng phải ráng tôn cầu cho linh hồn được siêu thăng mê miền Phật cảnh thoát khỏi trầm luân. Vấn đề này rất quan trọng nha quý đồng đạo, nếu mà không có kiếp sau đó, không có tội không có phước thì chúng ta không dạy mình cầu nguyện đâu. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người quan trọng thì sao? Hồi lúc sống tôi lo cho cha mẹ đủ đầy hết trơn rồi, chết rồi đó rảnh thì làm cần, rảnh thì cầu nguyện, có đồng đạo thì đến thì cũng tốt, không có cũng không sao, không có quan tâm với đồng đạo, cô bác đồng đạo. Nhưng mọi ngày tín đồ Phật giáo mà chúng ta muốn nói với đồng đạo đó, làm sao khi cha mẹ chết chúng ta phải có bệnh đau thì phải có cầu an nè, chết thì nhất định phải có cầu nguyện, đâu đó nó rõ ràng. Mời đồng đạo đến với đồng đạo, đồng đạo đến để mà chúng ta hộ nguyện, chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta, đó là vấn đề rất là quan trọng. Nhưng mà cái trường hợp chúng ta tránh là sao? Tránh là chúng ta không mong trước những ông thầy lương tâm đốt cháy tiền vàng bạc sát xuống lò kho, vì đó là chuyện tốn tiền vô lý. Mà ngày hôm nay tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà muốn ban thầy cúng không cho nó gọn, nói em đồng đạo đi tới tâm quá rồi đó, mất công đi trả công lại, rồi đồng đạo đi tới thì sao, mất công nấu nướng đãi trần đồ này kia tốn tiền lắm. Bây giờ chỉ muốn mấy ông thầy đám nó đi lợi tụng dài ra cái bài kinh vậy đó là sao, trả cho ổng 500.000 triệu bạc chỉ là xong, không có qua lại gì chứ. Quý cô bác đồng đạo nhớ rằng mấy ông thầy đáng là mấy ông thầy này không có tu như đồng đạo, mấy ông thầy chùa, mấy ông thầy tu đó, mấy nhà sư thì khác, còn mấy ông thầy đáng này là không khi ăn thịt uống rượu. Mà là chúng ta nhắc lũ thầy đáng hay bài cờ thủy mượn kinh luân tụng đốt lấy tiền, chúng diêm đình khi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu có rõ, chết rồi cũng đốt tóc tiên chấm đòn lễ nhẹ tết xe cái gì. Mà ngày hôm nay có nhiều gia đình rồi xong chết rồi chấm đòn lễ nhẹ cái gì cũng có chứ. Thì đây là vấn đề chúng ta nên lưu ý lại với đồng đạo. Còn khi cha mẹ chúng ta chết thì một điều nữa là lưu ý, tan gian không nên khóc lóc, làm trở ngại sự siêu thoát an linh của người chết. Nên thầy chúng ta nói là mình khóc lóc làm trở ngại sự siêu thoát an linh. Nhưng mà nhớ một điều của đồng đạo chú ý nha, khi nghe thầy nói cái này rồi, chúng ta đi đến gia đình người ta mà lắm chúng ta xúc động quá, người ta khóc thì sao? Người ta xúc động quá, người ta khóc cái mình đi đến mình tuôn cái câu nói khó nghe của đồng đạo. Thầy nói là không được khóc lóc, mà đồng đạo nào khóc lóc đó là đồng đạo này vô đạo đức. Quý vị đó hãy dùng cái từ cha mẹ chết mà khóc là vô đạo đức. Cái chỗ này nó rất là phản cảm với đồng đạo, không nên, chúng ta không nên dùng những câu đó. Bởi vì cha mẹ chúng ta chết với đồng đạo biết rồi đó, nuốt nước mắt vào tim, nhưng mà lắm khi nuốt không nổi với đồng đạo à, lắm khi nó phải chảy ra ngoài, lắm khi là mình phải tí lị, chứ không bao giờ chúng ta tránh khỏi cái sự thương đau đó. Mà lắm khi đồng đạo chúng ta dằn không được rồi, đồng đạo chúng ta khóc cái mình nói mấy người là những người vô đạo đức, thầy dạy mà không nghe, khóc lóc để cho cha mẹ xương đỏ xa đỏ, thì đó là không nên dùng cái từ đó với đồng đạo. Thưa với các bác đồng đạo, và một điều quan trọng nữa là sao? Thầy chúng ta nhắc chúng ta đó là sao với đồng đạo? Nhớ là xét điều nào xét ra giản tiện ít giản phí cứ làm. Ngày mai chúng con thấy cái vấn đề này không biết ở trên này có không? Khi cha mẹ chết rồi đó, cái nắp hàng của đồng đạo biết, cái nắp hàng lắm khi cắm bông trên nắp hàng đó, một cái nắp hàng lại cắm tới nỗi là mười mấy triệu tiền quan. Quý đồng đạo mình thấy có lãng phí không nè? Lãng phí không? Ở đây mình không có bài bác nha quý đồng đạo, không có bài bác, nhưng mà hành kia mình xét ra điều nào dẫn tiện ít lãng phí cứ làm. Lắm khi chúng ta nhắc cái hàng đó 5-70 triệu, lắm khi cắm bông cho nắp hàng đó 10-20 triệu, xong rồi chút xíu chúng ta đem chúng ta cho chúng ta quăng hết trơn. Như vậy nghe chúng con thấy thị ở đây mình không dám nói đồng đạo làm sai,
Nhưng mà theo chúng tôi thiết nghĩ, chúng tôi có cái lời khuyên đó, chết rồi đem chôn cũng đắt rồi đó. Dầu có hòm 100 triệu, dầu có hòm 200 triệu cũng như nhau thôi. Bông hoa mấy chục triệu hay là chúng ta đơn giản chỉ dài ba cái cây vàng cài, chỉ đơn giản cũng chôn xuống đất và xong của đồng đạo. Mà chúng ta hãy để cái tiền lãng phí đó, quý cái đó đồng đạo chúng ta giúp đỡ cho cái người nghèo á, thì cha mẹ chúng ta mới hưởng được quý đồng đạo. Thế nên chúng ta ráng thực hiện đúng lời dạy của Thầy, để rồi chúng ta vừa có phước mà ông bà cha mẹ chúng ta cũng vừa có phước quý đồng đạo. Và chúng ta muốn nói cho nhanh một điều cấm kỵ đó là sao? Khi ông bà cha mẹ chết, chúng ta không nên sát sanh hại vật quý đồng đạo, không nên sát sanh hại vật. Tại sao vậy quý đồng đạo? Bởi vì cha mẹ chúng ta chết à, chúng ta thương quá sức, chúng ta đau buồn vô hạn. Mà khi chúng ta chết rồi, con cái ở lại bao nhiêu buồn khổ mà chúng ta phải cắt cổ già giết dịch, thì chúng ta chia bày sẻ bạn của nó cũng rất là đau khổ như chúng ta. Phải chúng ta quá sức tàn nhẫn không quý đồng đạo? Chính vì vậy mà Thầy chúng ta cấm chúng ta là khi cha mẹ chết rồi đó, thì chúng ta không nên sát sanh hại vật, mà quan trọng phải làm sao? Phải cúng cha cho cha mẹ. Quý đồng đạo phải nhớ cái điều này nha. Thầy chúng ta dạy chúng ta làm sao quý đồng đạo? Thầy chúng ta dạy như thế này quý đồng đạo: gãi đem cúng tế lễ xưa nay, sát vật trâu heo đứa mỹ bài, kẻ mắc cho ăn suy khó hiểu, người mòn bạc đãi lạ lùng hai, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai, trong sạch nghĩa nhân vậy mới đón thôi, còn lên siêu hốt nghĩa cao cái thôi. Thì đó chúng ta mong rằng như đó thôi, cha mong gì hơn với đồng đạo. Thì với cái đó đồng đạo chúng ta thấy rằng đây, thì ở đây muốn nói cái điều này để chi? Để cho chúng ta đồng đạo chúng ta thấy rằng đó, lầu cô cha mẹ chúng ta không ăn chay trường, nhưng mà cha mẹ chúng ta ăn chay trì thì cái đồng đạo cũng phải cúng chay hết. Có nhiều người bàn với nhau cha mẹ ăn chay trường thì chết cũng chay, còn cha mẹ ăn chay trì mà chết ngay ngày chay thì cũng chay, còn chết ngay cái này thì cũng mạnh. Hay ăn cái đồng đạo ăn tranh cãi với nhau thì thôi, rồi chúng ta muốn nói cái chỗ này mong rằng chúng ta phải thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy, để rồi cho ông bà cha mẹ chúng ta có phước mà chúng ta làm nhiều con cũng được trọng hiếu với đồng đạo. Thưa quý cô đồng đạo, thì nói chung là muốn làm tròn cái chữ hiếu thì chúng ta phải làm sao lo từ hiện tại cho đến lúc bá giảng một cách chu toàn. Nhất là làm sao chúng ta báo với tổ tiên ông bà cha mẹ thì sao? Thầy chúng ta dạy là còn đời ông tổ tiên là đừng làm điều gì cầu tại đến dục tông môn. Nếu tổ tiên ta có làm điều gì sai lầm gieo quả đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa rửa nhục tội đường, thì đó là đời thân tổ tiên. Nói chung lại muốn đền ơn tổ tiên cha mẹ, một điều kiện duy nhất là làm sao chúng ta hãy ráng tu mới là đáp trọn vẹn với đồng đạo à. Bởi vì Thầy chúng ta nhắc là muốn cho tội lỗi đoàn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, một liên cố mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm lại từ bi. Không tu thì làm sao cúng lại sớm chiều, không tu thì làm sao chúng ta cứu giới linh hồn tổ tiên cha mẹ. Thế là cuối cùng Thầy chúng ta mới kết luận lại bằng câu sao: ráng tu đắc đạo cứu cổ quyền, thốt chúng mê đồ đến cảnh tiên, nọ đáp ân đáp ơn dài không sáng tạo cho ta hình dốc học cơ vì là xong phải không? Ngày nào đắc được lục thông giúp hồn cha mẹ tổ tâm tại đời. Thì ngày hôm nay chúng con thiết nghĩ rằng đối với gia đình của chú Thiết đó, ngày hôm nay là ngày đám dỗ của mẫu thân của chú, mà gia đình mà biết tổ hợp tác với ban trị sự tổ chức thuyết giảng rồi cúng chay cầu nguyện nữa thì ông bà cha mẹ vui lắm, quý cô bác đồng đạo vui lắm. Thế nên chúng ta ráng với đồng đạo à, thưa quý đồng đạo. Thì nói chung là cái người con có hiếu rồi thì sao? Hiện tại hưởng rất nhiều cái phước lành của đồng đạo. Lợi ích của người con bé thứ nhất là chúng ta hưởng rất nhiều cái phước lành. Bởi vì cái đồng đạo biết rằng ngày xưa đó, mà có một vị trời đất xứng, chỉ trời đất xứng hỏi Phật đó, mà Đức Thế Tôn làm như thế nào để được dặn mai tối thượng? Đức Phật tuyên bố một câu đó: phụng dưỡng cha mẹ là dặn mai tối thượng, kẻ giàu có là bất kính với cha mẹ là cửa ngõ để đi đến chỗ bại dâm. Thế nên cái người con có hiếu rồi có phước rất lớn nha quý đồng đạo. Quý đồng đạo thấy hằng ngày có những người con đó nghèo khổ lắm, nhưng mà có hiếu với cha với mẹ hết lòng rồi đó, thì tự nhiên cái phước báo từ từ nó đến sẽ thay đổi cuộc đời rất nhanh chóng quý đồng đạo. Quý đồng đạo thấy Thầy chúng ta nhắc là nàng kiều gì hiếu bán mình chuột cha, tuy là luôn lạc đến bao đến khi mãn hạn đặng xưa cũng nhìn, hay là những ông xưa cũng có năm đất khô nảy mộng rõ tầm hiếu duyên. Do đó mà cái sự hiếu này cái phước rất lớn quý đồng đạo. Chăm sóc thánh già chúng ta đó, hiếu từ giả bá hạnh chi tiên, hiếu chí ân thiên tác phong võ thượng thầy, hiếu chí ân địa tác dạng vật quá hạnh, hiếu chí ân nhân tác chúng phương ba chân. Hạnh hiếu đứng đầu trong tranh hạnh, hiếu cảm đến trời thì gió cô hòa thuận, hiếu cảm đến đất thì dạng vật quá xanh, hiếu cảm đến người thì phước lành đưa đến. Thế nên quý cô bác tầm lại chúng ta ráng lắm khi chúng ta lo đi làm từ thiện đầu này đầu kia, chúng ta giúp ích cho bên ngoài chúng ta giúp rất nhiều, mà lắm khi cha mẹ chúng ta không có quan tâm thì coi chừng chúng ta cái hiếu vô lượng không có lấy mà lại cái hiếu tiểu ti đã nghe quý đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, bởi vì phụ mẫu tại đường như Phật tại gia,
phải nên cái người nào mà thờ kính cha mẹ tức là thờ kính Phật, mà thờ kính Phật rồi thì cái phước rất lớn với đồng đạo. Thế nên thứ nhất là chúng ta hưởng rất nhiều cái phước lành và được danh thơm tiếng tốt ngàn đời. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Thế nên chúng ta được Đức Diêm Chúa mọi người xung quanh chúng ta rất là yêu mến. Đồng thời chúng ta hiếu rồi thì sao với đồng đạo? Quý cô bác đồng đạo biết rằng chúng ta có hiếu rò này, nói chung là chúng ta làm cái gì được cái này, làm cái gì được cái này, bởi vì có phước rồi đó. Thoát qua mọi cái tai nạn nè, những chứng duyên nghịch cảnh từ từ nó sẽ hết. Cái đồng đạo thoát qua tất cả mọi tai nạn, mọi tai trời ách nước, thì được sự che chở bao bọc, chúng ta thoát qua một cách rất là dễ dàng. Thương với đồng đạo, trong kinh bảo như thế này, nhân sanh hữu mệnh Phật tại gia, lắm kẻ vô tình muốn bỏ qua, chẳng phải vàng thau cũng được tượng không vô cây chỗ chạm mà ra. Chính là cha mẹ công sanh hưởng ơn trọng dường, chi lập thích ca, cố gắng bác bền sông hiếu thảo, khẩn cầu công đức tặng đầu xa. Quý đồng đạo thấy không? Cố gắng bác bền sông hiếu thảo, khẩn cầu công đức tặng đầu xa. Cố gắng lo cho cha cho mẹ cho tròn hẹn đi, khỏi có cần đi làm cái gì ở đâu chứ. Cứ lo cho tròn đi là tốt lắm rồi đó quý đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, và cuối cùng thì sao? Cái người con hiếu thảo, sau này con cái chúng ta sẽ hiếu thảo trở lại, bảo đảm với đồng đạo đó. Còn chúng ta sống ở ấp hiếu của cha với mẹ rồi, mong con có hiếu đó, chỉ là mong thôi chứ không bao giờ có được đâu với đồng đạo à. Bởi vì nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô liền, đừng mong con hiếu làm gì đúng căn. Bởi vì chúng ta là bản chính, con cái chúng ta là bản sao. Chúng ta sống như thế nào, con cái chúng ta nâu gương, chúng ta y như thế đó. Thế nên hôm nay chúng ta muốn cho con mình sau này hiếu thảo với chúng ta, thì chúng ta ráng hiếu thảo với cha mẹ chúng ta đi, thì con mình nó sẽ hiếu thảo với mình. Còn tối nay chúng ta cứ lo cho con của mình không, không có lo cho cha cho mẹ đó, thì sau này con của chúng ta nó cũng lo cho con của nó, mà lắm khi nó không có quan tâm đến cha mẹ của cái bác đồng đạo. Do đó chúng ta cố gắng thì sau này nó sinh ra con có hiếu, phải không cái đồng đạo? Đồng thời cái người có hiếu sau này quý cô bác chúng ta được về đâu? Người có hiếu sau này chúng ta sẽ được dự hội long qua đó cái đồng đạo à. Bởi vì là hiện quan nó thì sao? Cõi chúng tôi luôn chuyển phương nam, mở hội thánh chọn ai cái đồng đạo? Mở hội thánh chọn người trung hiếu. Wow, cái đồng ráng có hiếu đi sau này sẽ được dự hội long qua đó cái đồng đạo à. Thầy chúng ta nhắc thì sao? Lo bổn phận thảo ngay chọn thiện chừng lập đời, không thẹn tấm thân. Đồng thời có hiếu sau này sẽ được về Phật không cái đồng đạo? Cái người có hiếu sau này sẽ được Phật không? Xin thưa quý đồng đạo, có hiếu còn cùng đó sau này sẽ được về Phật. Mà là chúng ta trong kinh Phật đó là bởi vì hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, muốn đắc đạo đồng hành với chư Phật chứ phải nuôi dưỡng hai đấng sanh thành. Mà là chúng ta nhắc là hiếu trên con dễ dạy tội, từ ra cảnh giới lăn lộn như xưa, sau hưởng đại phước thường của Phật hồn nhẹ nhàng, diệt khẩu tử sanh, nguyện đem công quả tu hành cứu trong tâm tổ dẫn sanh liên đài, và Phật quốc ngày nay an lạc đã chống dần thoát khỏi luân trần, trời đen đạo pháp huyền thanh độ trong sanh chúng hết lòng hết mê. Và thành công viên mãn trên cái đường tu tập của chúng ta. Bằng ngược lại bất hiếu thì sao? Con nghịch phản điều mang câu cảm tiếng, thiên hạ chê cười tổn phước, chết thì sao đồng đạo? Và sau này con cái mà nó không có hiếu lại với chúng ta, và khi chúng ta chết rồi tại sao? Nếu mà chúng ta bất hiếu mà giết cha giết mẹ, mang tội của mình sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Còn nếu chúng ta bất hiếu bình thường có thể thiếu nhẹ nhẹ thì tu hành không có đắc đạo. Tu hành không có đắc đạo. Quý đồng đạo thấy ông A Xà Thế đó tu hành, sau khi mà giết vua cha mình Sa Dương rồi đó, ông hối hận quá, ông tu hết sức là tinh tấn. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Đức Phật nói là giả như A Xà Thế không phạm tội giết cha sẽ chứng ngay vào quả A La Hán trong kiếp này, còn mang tội giết cha về vậy mà tu cỡ nào thì cũng khó mà đắc đạo. Tại nên với cái đó đồng đạo chúng ta ráng thôi. Đề qua cái đề tài ông tổ tên cha mẹ thì chúng con thấy rằng đây là một cái truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và đây cũng là cái nền tảng cơ bản của người tu. Nếu người tu mà không nên tròn cái chữ hiếu, coi như đạo nhân không tròn. Mà đạo nhân không tròn thì coi như đạo Phật còn đất xanh. Ông Đạo Lâm và Đạo nói dụng tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu, tiên đạo diễn nghĩ. Muốn tu cái đạo tiên đạo Phật trước phải tu cái đạo làm người. Đạo làm người không tròn thì đạo tiên đạo Phật coi như còn xa lắm vậy. Chính vì vậy hôm nay tín đồ Phật giáo hảo tu tại gia, quý cô bác đồng đại chúng ta ráng làm tròn cái bổn phận hiếu đạo đi. Đây là cái thiền than nhân đạo hàng đầu mà mỗi đồng đạo chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm. Cứ cái bác đồng đạo phải khắc cốt ghi tâm. Chính vì vậy mà thầy chúng ta luôn luôn nhắc chúng ta là sao cái đồng đạo? Tu cầu cứu giới tổ tâm, giới cho bá tánh máu hầm bất rơi. Tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ, chiều mơi phản hồi. Tu đời nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Đó là những lời quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Thưa quý đồng đạo, ngày hôm nay chúng ta may mắn được cha mẹ ở bên chúng ta,
thì mong rằng quý cô bác nào còn cha còn mẹ cũng như chúng con, ai còn cha còn mẹ chúng ta gắng thương gắng lo đi, để một ngày chúng ta muốn thương muốn lo đó không còn cơ hội với đồng đạo à. Bởi vì với đồng đạo biết rằng ra mẹ già như trái chín cây, gió lay mẹ rụng không biết lúc nào. Hôm nay thời gian vô thường tăng tốc, ngày nay chúng ta còn sống, ngày nay cha mẹ chúng ta còn sống mà chúng ta không quan tâm không lo, một ngày cha mẹ không còn hay một ngày chúng ta không còn thể xác này, chúng ta muốn lo lo không được với đồng đạo. Chính vì vậy mà thầy chúng ta nhắc là sao với đồng đạo, thầy chúng ta nhắc đó, đời không hay những chuyện xa vời, đời không hay những chuyện xa vời, gặp cơn mưa đó hãy cho tôi lúc hạn nắng bình cái chút nóng, đừng vì danh lợi giả tạm mà chạy theo công danh theo cái thước quyền rộng lắm khi bỏ cha bỏ mẹ và sau này chúng ta hối hận với đồng đạo. Ham công danh quên chữ sanh thành, món phú quý quên vô dưỡng dục là sau này chúng ta rất khổ. Chính vì vậy mà chúng ta rất là làm sao phải khắc cốt ghi tâm lời dạy của đức thầy. Thầy chúng ta lúc nào cũng nhắc chúng ta như thế nào với đồng đạo, thầy chúng ta nhắc chúng ta đó là làm sao, bởi vì chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành đến mong, thiếu chuông hãy liệu cho sống đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Chính vì vậy mà không lý do gì chúng ta bất hiếu, thế nên chúng ta làm sao là cái người tại gia cố gắng coi chọn cái chữ hiếu thì hiện tại hạnh phúc an lạc và tương lai nhắm mắt chừng nào thì chúng ta sẽ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, khỏi lòng mong ước của chúng ta. Thôi đề tài trao đổi đến đây chúng con xin tạm khép lại. Trong quá trình làm phẩm sự thì còn rất nhiều sai sót, mong rằng quý đồng đạo quan hệ và chỉ dẫn thêm. Thì giờ đây chúng con xin đặt cái câu hỏi với cô bác đồng đại chúng ta cố gắng. Thì trước khi rời khỏi nơi đây chúng con cũng hết sức là vui mừng, kính cảm ơn ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Phong đã tạo điều kiện tạo có duyên lành cho giáo lý viên chúng con về đây. Xin chân thành cảm ơn nhà mạnh thường quân tài trợ chương trình thuyết giảng. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác đồng đạo gần xa trở về hộ trì chánh pháp làm cho buổi thuyết giảng hết sức là trang nghiêm và tăng thêm phần long trọng. Trước khi rời khỏi diễn đàn thì hôm nay nhân ngày lễ kỷ niệm của thân mẫu của chú Nguyễn Nhân Thiết thì chúng con hôm nay trong quá trình trao đạo Phật pháp nếu có điều chi được gọi là công đức, xin hồi hướng công đức lành này đối với của quyền thất tổ chung của chúng ta cũng như của quyền thất tổ của chú Thiết và dòng linh của người qua giảng được sớm siêu sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật. Và một lần nữa trước khi rời khỏi diễn đàn chúng con cũng xin nguyện cầu với ông trên Đức Phật Đức Thầy ban bố phước lành cho toàn thể quý đồng đạo lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe trí tại sanh xuất tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Kính chúc toàn thể quý đồng đạo thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy, đó là hiếu chung lòng chớ dò quên, sống lo trọn đạo hát lên tiền đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thay mặt ban tổ chức của vị đồng đạo xin chân thành cảm ơn giáo viên Quỳnh Thị Bạch Lê thuyết đề tài ân tổ tiên cha mẹ rất là xuất sắc. Chúc cô, chúc đồng đạo được nhiều sức khỏe, hoàn thành sứ mạng hoằng pháp lợi sanh, tu hành mau đắc quả. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay. Nam mô